Tin vẫn chưa ăn tới đây à? Tin đâu rồi nhở? Kiểu đang sợ Lee Sin nó gần đây. Ai à, hôm sau mình bỏ con xe để đối phương chủ quan nhé, tốc biến vô luôn nào. Tốc biến cái nào. Very good, very good. Bắt con xe Hakata kiểu đang ngồi cười á. Ngồi nó cười trước cái sự đau khổ của người khác mà. Gì vậy, gì vậy, gì vậy? Đâu, 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 tóc anh đầu, tóc anh đầu. Là sao anh em, là sao anh em? Anh, không lo về. Không sao, không sao, không sao, không sao, mọi người thấy mà. Không sao, không sao, em ổn, em ổn, em ổn. Mới đi cái... Là sao, là sao? Này là anh nhiêu tuổi? 20. 20 hả? Tóc nhiều. Khánh khó chịu con Kata nhá mọi người nhá, Khánh khó chịu nhá, cho Khánh, cho nó bây giờ đi. Cái gì má? Tốc biến. Hận hà lắm luôn, đã uy scan 4.998 đồng. Có mất hận hà lắm nhá. Khánh lần đầu DNA có thể làm một game mãn nhãn được KA. Được, 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 được. Giờ đang luôn đó, game này là đang mãn nhãn rồi đó. Yeah boy. Hả? Phải bìu sắp gai. Đánh cái mất bố cái gì của tôi, mất cái nội tại tôi luôn. Khó à ta. Khó nó cướp chưa. Rồi giờ sao vô? Tính giờ cho em vô hả? Không để ý. Không có ping nữa. Ừ, may quá. Vùng lộm lộm lộm. Về á. Đó. Bà bay đi. Chị à. Bé bò cu te, bé bò cu te. Ngon. Gỡ vốn đi, gỡ vốn đi, gỡ vốn đi. Mèo mó có hơn không á. À xị. Đi cái đường gì á. Vào thế này. Không ăn được màn này nó buồn lắm. Đi thì chết. Kéo đây. Trời ơi, quy trình. Cái thế giàu ăn. Thôi. Bye, have a great time. À! Ây da. Cái này đúng không anh Mũi, cái này đúng không anh Mũi? Nó thiêu đốt là chết KNT rồi đúng không? Xong rồi mình giết hết luôn đúng không? Trời ơi, xui dữ. Quái, 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 vô cực làm gì có chí mạng. Tí lên, tí lên. Rồi, giả bộ chạy, Kata tới ha. Ok, tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết. Tôi chạy ha. Cái gì ấy, giờ đâu? Yeah, man, chạy luôn. Kata. Ê, mấy cái thế E trước ấy, nó tục lắm anh em ơi. Đánh G gắt phải R chứ. R xong rồi đi E Q chứ. Có là phè đàm ấy, có phè đàm, có phè đàm. Ui. Có để Darius. Cướp đi G ra gắt. Đừng đây cho bạn cướp này. Bé bò dữ rồi, bé bò này có bát thù rồi. À, đàn lộn quá anh em. Trời ơi, nó lăn lộn quá Kata. Thế có huấn luyện viên ngồi đây mà không có kiểu lấy cái le cái. Rồi, cái thế có thể win nha, có thể win nha. Tật kéo nhá, bọn nó bốn thằng bọn nó vẫn ra đánh á. Chắc là vẫn ra á.
để lốc các thứ đánh từ KNT này. Từ từ cái. Hai. Các ta kìa. Hay vậy. Thật hà lắm luôn, đã uy scan 5.000 đồng. A Khánh có thể gửi giúp em một nụ hôn áo đen đằng sau được không ạ? Cảm ơn Thận Hà nhá, gửi một nụ hôn đến anh áo đen đằng sau hả? Không, anh áo đen đằng sau anh gửi một nụ hôn là ảnh gì luôn á. Đứng chém thì nhiều khi nó chết rồi, thành cái đéo chết. Cũng trọng vàng chuẩn không ạ? Cần không nhờ, em nghĩ không cần. Thì là phải là ngọn giáo Suji. Ngọn giáo Suji nữa, what the hell? Sao ngọn giáo Suji anh mũi? Vì đem to hơn à? Có không? 20%. Ai lên ngọn giáo Sujin? Lên đi mà. Đấy là cái sức mạnh của con rờ gắt E trước, anh con rờ trước nha anh em ơi. Công E trước, không có thời gian dùng CC. Đã uy scan 5.000 đồng. Còn công ty nhá. Anh Khánh đã kích hoạt gói lật kèo cảm xúc nhé. Ba tốc biến luôn này. Ba tốc biến chết luôn mà. Khó hả? Còn 2 spell tốc. Đây, cái thế bắt người trước khi ra Raiden quá đẹp luôn. Rồi, vào đó là Raiden ra còn 2 giờ. Win nha. Game mình win được nha. Chờ là lụm nha. Công ty cho thuê diễn viên và gói lật kèo đã uy scan 5.000 đồng. Hả, cái gì đánh mình đấy? Diễn viên cơ san tê bên em làm việc đã đủ làm hài lòng anh Khánh chưa? Giết được cách. B hả? Ô, bê được không? Ai? Phát được kia kéo xe cái em không có cả quy được luôn. Cafe điền nào anh cafe điền nào đấy. Cho nó giờ đấy. Wow, lý bảy. Wow. Em Khánh thuê diễn viên giá mấy mà rẻ vậy? Anh cảm ơn Đạt nhá, không thuê, người ta lòi cả gì ra rồi thuê cái gì? Ơi. Ê thằng Afe nó có cái này chí mạng lắm, ơi nãy em lốc chung nó mà không có gì được. Từ cái ấy rồi như làm chơi được lắm. Và đây đi lẻ. Trần Mạnh đã uy scan 10.000 đồng. Múa hay thế bạn ơi. Ủa, bỏ. Wow, lý bảy. Mạng sao cơ? Chó nhìn CC kìa. Quá. Sao màn hình đen hoài vậy ta? Là không đánh nổi bố ơi. Má còn bò nó né phải đấy, tốt quá. Bò né nó cái giờ người ta không cái nó đánh. Được, hết mấy cái súng trà mới được nha. Để mấy cái súng trà chịu nó. Ui à. Vladimir đã uy scan 5.000 đồng. À sao? Chào Khánh Di Đỗ. Họ đánh em ngày 1 đạp. Ây da, có mỗi cốt chính mà không thắng được à? Theo lúc giả lên. Theo vô livestream hả? Ây da.